Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 131. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Thi Thiên thứ 8. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tường trời. Nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đăng bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tường trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chiên, loài bò, đến đổi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Chương 39. Năm thứ 9 về đời Sê-đê-kia vua Giu-đa, tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon đến với cả đạo binh mình vây thành Jerusalem. Năm thứ 11 về đời Sê-đê-kia, tháng 4, ngày mồng 9, thành bị vỡ. Hết thảy các quan trưởng của vua Babylon vào thành và ngồi cửa giữa. Ấy là Nergan Sharese, Samgan Nebo, Sashekim làm đầu hoạn quan, Nergan Sharese làm đầu các bác sĩ cùng các quan trưởng khác của vua Babylon. Sê-đê-kia vua Giu-đa cùng cả lính chiến vừa ngó thấy các người ấy, liền trốn ra khỏi thành trong ban đêm theo con đường vườn vua, do cửa giữa hai bức vách đi thẳng đến Araba. Nhưng đạo binh của người canh đê đuổi theo và đuổi kịp Sê-đê-kia trong đồng Jericho, thì bắt và đem về cho Nebuchadnezzar vua Babylon tại Ribla trong đất Hamat. Tại đó vua bị Nebuchadnezzar đoán xét. Vua Babylon giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ribla. Vua Babylon cũng giết các kẻ cả nước Giu-đa nữa. Đoạn khiến móc mắt vua Sê-đê-kia, dùng xiềng mà xiềng lại để điệu về Babylon. Người canh đê dùng lửa đốt cung vua và nhà cửa của dân sự, phá tường thành Jerusalem. Nebuchadnezzar làm đầu thị vệ, bắt những người dân còn sót lại trong thành và những kẻ hàng đầu cùng dân sót lại trong đất, đem về làm phu tù bên nước Babylon. Còn như những kẻ nghèo khó, không có sản nghiệp chi hết, thì Nebuchadnezzar làm đầu thị vệ, để chúng nó lại trong đất Giu-đa. Cùng một lúc ấy, người cấp cho chúng nó những vườn nho và ruộng. Nebuchadnezzar vua Babylon truyền lệnh cho Nebuchadnezzar làm đầu thị vệ về việc Jeremy rằng: hãy đem người đi, săn sóc người và đừng làm hại, nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người. Nebuchadnezzar làm đầu thị vệ, Nebushaban làm đầu hoạn quan, Nergan Sharese làm đầu bác sĩ và hết thảy các quan tướng của vua Babylon sai tìm Jeremy trong hành lang lính canh, rồi trao người cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, đặng đưa người về trong nhà. Người bèn ở giữa dân sự. Khi Jeremy còn bị giam trong hành lang lính canh, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người như vậy: ngươi khá đi và bảo Ebed-melet người Ethiopi rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này,
Đến ngày đó, ta sẽ làm ra trước mặt ngươi mọi lời mà ta đã phán nghịch cùng thành này, cho nó mang họa và chẳng được phước. Đức Giê-hô-va phán, nhưng trong ngày đó, ta sẽ giải cứu ngươi, thì ngươi sẽ không bị nộp trong tay những người mình sợ. Vì ta sẽ cứu ngươi chắc thật, ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm, ngươi sẽ lấy được sự sống mình như của cướp, vì đã để lòng trông cậy trong ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 52. Khi Sê-đê-kia lên làm vua, có 21 tuổi, trị vì 11 năm tại thành Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi người Líp-na. Vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì điều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình. Sê-đê-kia giấy loạn nghịch cùng vua Babylon. Ngày mùng 10 tháng 10 năm thứ 9 đời vua Sê-đê-kia, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đem cả đạo binh mình đi đánh Jerusalem, đóng trại nghịch cùng nó, và chúng nó lập đồn vây lấy. Thành bị vây mãi đến năm thứ 11 đời vua Sê-đê-kia. Ngày mùng 9 tháng 4, trong thành bị đói kém lắm, đến nỗi dân của đất này không có bánh nữa. Vách thành bị phá vỡ, hết thảy những lính chiến bèn trốn ra khỏi thành lúc ban đêm, và do cửa ở giữa hai cái vách gần vườn vua mà đi ra. Trong khi người canh đê đang vây thành, thì chúng nó chạy trốn hướng về Araba. Nhưng đạo binh của người canh đê đuổi theo vua. Khi đã đuổi kịp Sê-đê-kia tại đồng bằng Jericho, thì quân vua chạy tan và bỏ vua lại. Người canh đê bắt vua và dẫn đến cùng vua Babylon tại Ripla, trong đất Hamát. Nơi đó, vua bị vua Babylon xử đoán. Vua Babylon khiến giết các con trai của Sê-đê-kia trước mắt người, cũng khiến giết mọi quan trưởng Giu-đa tại Ripla. Đoạn sai móc mắt Sê-đê-kia, lấy xiềng xiềng lại. Vua Babylon đem Sê-đê-kia về Babylon, khiến giam trong ngục cho đến ngày người chết. Ngày mùng 10 tháng 5, năm thứ 19 về đời Nebuchadnezzar vua Babylon, thì Nebuchadnezzar, quan đầu thị vệ hầu vua Babylon, vào thành Jerusalem. Người sai đốt nhà Đức Giê-hô-va, cung vua và hết thảy nhà cửa trong thành Jerusalem. Mọi nhà lớn cũng đều phó cho lửa. Rồi cả đạo binh của người canh đê thuộc quyền quan đầu thị vệ phá hết thảy các vách thành chung quanh Jerusalem. Những kẻ rất nghèo trong dân, với những kẻ sống sót đang ở trong thành, những kẻ đã hàng đầu vua Babylon, và từ trong đám đông sót lại, thì Nebuchadnezzar, quan đầu thị vệ, bắt đem đi làm phu tù hết thảy. Nebuchadnezzar, quan đầu thị vệ, chỉ để những người rất nghèo khó lại trong đất, đặng trồng vườn nho và làm ruộng. Quân canh đê phá tan các cột đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, cả đến đế tảng và biển đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, rồi đem những đồng đó về Babylon. Những nồi, vá, kéo, chậu, thìa, cùng hết thảy khí mạnh bằng đồng về việc thờ phượng, chúng nó cũng đều đem đi nữa. Quan đầu thị vệ lại khuân đi cả những chén, lư hương, chậu, nồi, chân đèn, thìa và bát. Phàm những đồ gì làm bằng vàng thì lấy vàng, đồ gì làm bằng bạc thì lấy bạc. Còn như hai cột đồng, biển đồng và 12 con bò đồng dùng làm đế nó mà vua Salomon đã chế tạo cho nhà Đức Giê-hô-va, đồng của những đồ ấy thì không thể cân được. Mỗi cột cao 18 thước, yêu vi 12 thước, trong tầm phỏng, dài bằng 4 ngón tay. Trên đầu cột có chóp đồng, cao 5 thước. Chung quanh chóp có lưới và trái lựu đều bằng đồng cả. Cột kia giống như cột này, cũng có lưới và trái lựu. Bốn bề có 96 trái lựu, và hết thảy những trái lựu đặt xung quanh lưới, cộng là 100. Quan đầu thị vệ bắt Seraya, thầy tế lễ cả, và Sophoni, thầy tế lễ phó, cùng ba người giữ cửa đền. Cũng bắt tại trong thành, một hoạn quan coi lính chiến,
7 người cận thần của vua ở trong thành, 1 viên thơ ký của quan chánh lãnh binh coi việc mộ dân trong đất, cùng 60 người dân đất đó gặp tại trong thành. Nebuchadnezzar, quan đầu thị vệ, đem hết thảy những tù ấy về cho vua Babylon tại Ribla. Vua Babylon sai đánh và giết họ tại Ribla trong đất Hamat. Ấy vậy người Juda bị điệu đi làm phu tù khỏi đất mình. Này là dân mà Nebuchadnezzar đã đem đi làm phu tù. Năm thứ 7, 3023 người Juda. Năm thứ 18 đời Nebuchadnezzar từ thành Jerusalem bắt đi 832 người. Năm thứ 23 đời vua ấy, Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ đem đi 745 người Juda, hết thảy là 4600 người. Năm thứ 37, sau khi vua Juda là Jehoiakim bị bắt, tức là năm đầu vua Babylon là Evin-Merodach mới lên ngôi, ngày 25 tháng 12, vua này trả lại chức vua cho Jehoiakim vua Juda và đem ra khỏi ngục, lấy lời lành nói với và lập ngôi người cao hơn ngôi các vua cùng ở với mình tại Babylon. Lại sai đổi áo tù, Jehoiakim được ngồi bàn với vua trọn đời mình. Jehoiakim còn sống bao lâu thì vua Babylon ban đồ cần dùng hằng ngày cho mãi mãi, trọn đời người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.